4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6 2 2 2 3 4 5 6 2 2 1 2 3 4 5 6 1 2 2 2 2 3 4 5 6 1 2 1 2 2 2
Xin chào quý vị khán giả thân mến đang theo dõi clip của DVH Audio nhá. Hôm nay thì anh em DVH này có nâng cấp một bộ âm thanh đám cưới cho anh Hùng đến từ Vân Trì, Vân Nội, Đông Anh. Đấy, Đông Anh, Hà Nội. Thì hôm nay là một cái ca khá là đau đầu quý vị ạ. Cứ tưởng là cốt có vấn đề, xong lại tưởng đẩy có vấn đề, xịt RP7 vệ sinh đít cục đẩy. Quý vị biết sao cái tiếng súp nó cứ phò vậy, nó không ra được. Mà con súp bên này mà phải tháo lưới ra để xử lý này. Không hiểu tại sao súp bãi mà ông nào về ẩu thế chứ đấy. Bát một con đánh ra một con đánh vào. Núp cái test để test vế bên này, tại vì vế bên này là ô tô đi á. Ô tô đi là đây, nói đến ô tô kia kìa. Quý vị thấy không? Ô tô chở đất chở cát mọi hôm không thấy chạy nhiều, tự dưng hôm nay chạy rất là nhiều. Thế là họ đi qua là mình phải thu dây loa lại làm cái vế bên này. Súp nó cứ kêu phọp, nghe nó rất là đau đầu luôn quý vị. Và đi tìm cách để giải quyết vấn đề, nào là thay dây canông, nào là kiểm tra đẩy, vác cả đẩy mới ra, nó vẫn bị cắm con cốt mới ra, tưởng là nghĩ do cốt, cắm con cốt mới ra cũng bị. Thế là cuối cùng là thử lấy cái dây bên này cắm sang vế loa bên kia thì nó lại đánh ngược. Và ôi trời ơi, phải anh em đúng là khôn 3 năm, chỉ dại 1 phút thôi đau hết đầu quý vị ạ. Cuối cùng là con loa súp nó bị ngược cực, một con loa súp nó bị ngược cực là làm đau hết đầu. Cường ơi, em bỏ đấy, em ra em dắt hai cái xe máy kia để bảo anh đỗ gọn vào, không là vướng xe tải. Bảo chú đỗ gọn vào, không là xe tải nó đi là mình bốc là lại vướng. Để cháu dắt cái xe lên, chú đỗ gọn vào, không xe tải đi nó vướng đấy. Đấy, thế là nâng cấp cho ông anh một bộ là gồm có mixer XA16 Pro này. Mixer XA16 Pro này, một con đẩy chuyên sự kiện của DB Caustic mã PH412, 4 kênh 1200W, đánh tương bừng luôn, một cốt số DBX Drive Rack 260, cốt số thì không thể nào mà thiếu cốt số thì không thể nào mà nắn được. Không thể nào mà nắn mà lái được quý vị nhá. Và lấy ba cặp lai array mẫu mới. Mẫu mới vừa mới về ngày hôm qua, hôm nay quất luôn. Đấy, mẫu mới này rất là đẹp. Đây, lưới nó có cái trông nó có cái vằn ở giữa lưới này. Nhôm mới luôn. Đây này. Nhôm, mẫu nhôm mới này khá là đẹp và to lắm đây. To như bàn tay của mình. Và cái mẫu thùng này thì sâu hơn, mình đặt làm riêng. Đặt nó sâu hơn về phía sau, cái thể tích không khí ở trong thùng nó lớn hơn một chút xíu. Quý vị biết giải quyết được vấn đề gì không? Tức là cái tiếng mít lâu ấy, cái tiếng mít lâu nó sẽ đầy được hơn một chút. Nó nãy mình đo lên là thế à, nó phải đầy được hơn khoảng 1,5 decibel ở cái điểm 125 đến 145, 150Hz. Nó phải đầy tùy điểm nhá, cái không phải điểm nào nó cũng lên đồng đều. Có điểm thì nó phải cộng lên đến hơn 2 decibel. Có điểm thì nó chỉ lên được độ 1 decibel thôi. Và bình thì lên khoảng 1,5 decibel thì là nó giải quyết được về cái vấn đề là cái tiếng mít lâu. Cái tiếng trung trầm thì mình sẽ không phải đè xuống súp quá nhiều, thì tức là mình sẽ cắt để cho con súp nó xuống sâu hơn, đánh nó sẽ nặng tiếng hơn. Còn đâu là cái tiếng mid bass thì mình sẽ lợi dụng là cái tiếng cộng hưởng thùng, cái tiếng mà mình mid bass mình lấy là cái tiếng của cái thùng này đấy, tiếng của cái thùng này vẫn cái bass đó, nhưng vào cái thùng này đánh nó ra cái giải mid bass nó nhiều hơn. Đó thì là cái mẫu mới vừa mới về được mấy ngày. Mẫu này cũng khá là đẹp, mà là cái mẫu dây cong mình cánh chim mình đang bán khá là đẹp. Mẫu dây cong thì đít nó cũng khá là sâu rồi, hậu cũng khá là sâu rồi. Là cái mẫu này thì cũng khá là đẹp mắt nhé. Đấy thì làm quý vị cứ làm một cặp súp kép trồng ba cặp dây. Mẫu này thì nó khá là gọn, cái súp Martin này là nó đâu đấy nó khoảng nó 56 phân và nó không bị thừa ra nhiều. Mỗi bên nó chỉ thừa ra một tí xíu thôi. Đây quý vị nhìn này, đây bên này thừa ra một tí này. Bên này thừa ra một tí thôi thì nó sẽ không bị thừa ra nhiều. Nếu mà quý vị mà có sẵn loa súp kép rồi thì chỉ cần lên độ ba cặp lai array thôi. Và nếu có sẵn dàn máy rồi thì mang dàn máy qua thì DVH thì sẽ setup cho quý vị, setup đo đạc các thứ, cân chỉnh đồng pha số full, đắn equalizer rồi làm feedback cho quý vị ngon này. Đấy, về là như này là có thể đi làm đám cưới là ok luôn. Những cái đám cưới độ vài trăm khách là đi làm là rất là ok rồi. Đấy, loa rất là đẹp. Cái lưới này, biết là cái lưới này là nó làm sao hay là nó vận chuyển nó tì cái gì vào nó hơi phồng à, nhưng mà nó lại phồng cả một quãng to cho nó không phồng một tí. Đây này, nhìn chéo chéo này mới thấy đấy. À, không sao, đảm bảo đi làm thì rồi đợi 3 hôm rồi cũng bằng nhau cả rồi quý vị. Đấy, một bộ như này là đi làm là rất là gọn gàng, rất là ok rồi. Đây, và anh Hùng trụ dàn lên. Phỏng vấn anh Hùng một chút xíu. Ok chứ anh? Thôi. Lại ngại lên sóng. Hôm nay chả gặp em Hiếu thì đúng là cái vụ loa súp này thì đúng là đến nhức đầu. Thế mà đấy đi làm đau lắm. Đi làm bao nhiêu lâu nay rồi mà không biết. Đấy, cứ súp thì chị vâng chị đánh được có một bên rồi, còn đâu một bên nó bị ngược coi như là một bên là vứt đi
không có tác dụng gì cả. Hai quả súp, hai quả bát trong một thùng mà đúng ở pha nó triệt tiêu nhau luôn. Là gần như nó không kêu luôn đấy quý vị. Là đánh ở mỗi bên cái quả có lưới kìa. Đấy. Quý vị gần xa quan tâm và có nhu cầu thì cứ nhấc máy vào alo trực tiếp cho DVH để được tư vấn và hỗ trợ nha. Sẽ đáp miễn phí luôn quý vị nha. Đấy, quà thì cứ alo trực tiếp cho thư ký Phương. Thư ký Phương sẽ nghe điện thoại. Bây giờ là lo hết về cái số điện thoại bên công ty mình. Thư ký Phương là sẽ nghe. Thì có vấn đề gì cứ trao đổi qua chỗ em Phương. Các vấn đề về kỹ thuật thì mình sẽ hỗ trợ quý vị nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau nha. Xin chào, tạm biệt.